Hôm nay kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đại biểu Phạm Văn Hòa, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp đã có phát biểu về dự án luật Doanh nghiệp sửa đổi. Đây là dự án luật dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp này nhưng vẫn còn một số nội dung có ý kiến khác nhau. Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, sửa đổi luật Doanh nghiệp lần này là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước. Tuy nhiên đại biểu của Đồng Tháp cho rằng không nên đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi. Về con dấu và thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp tại điều 43 của dự thảo luật này, nên thống nhất bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đối với điều 88 về doanh nghiệp nhà nước, đại biểu Hòa chưa đồng tình với khái niệm doanh nghiệp nhà nước như dự thảo đã nêu là do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vì khái niệm doanh nghiệp nhà nước đã thay đổi liên tục, không bảo đảm tính nhất quán. Đại biểu Hòa thống nhất theo dự thảo luật tại Điều 12 là bỏ quy định doanh nghiệp phải báo cáo thông tin thay đổi người quản lý. Phát huy vai trò tự chủ, tự quản của từng hộ gia đình. Đây là kết quả nổi bật của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh, được đánh giá cao tại Hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động Tổ nhân dân tự quản giai đoạn 2017-2019. Tính đến hết tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh có 12.587 tổ nhân dân tự quản với hơn 428.000 hộ thành viên đã phủ kín địa bàn toàn tỉnh. Qua đánh giá, có 9.879 tổ đang hoạt động ổn định, các tổ còn lại hoạt động còn khó khăn chưa đi vào nơi nếp. Trong sinh hoạt, tổ nhân dân tự quản tập trung vào hai nhiệm vụ chính: đó là tự chủ, tự quản về bảo vệ an ninh trật tự, tự quản về phòng chống học sinh, sinh viên bỏ học, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tông Hoàng đề nghị các cấp quỹ chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các ngành địa phương và các tổ nhân dân tự quản cần xác định tổ nhân dân tự quản là hình thức trực tiếp phát huy dân chủ ở cơ sở tạo môi trường thuận lợi để người dân làm chủ và phát huy quyền làm chủ của mình ngày càng cụ thể, sâu sắc hơn. công hưởng trách nhiệm, phối hợp xây dựng, hướng dẫn tổ nhân dân tự quản đi vào hoạt động hiệu quả. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Quỹ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều nay 21 tháng 5 tại Đồng Tháp hai bên thống nhất hợp tác năm lĩnh vực như xây dựng, công nghệ thông tin, môi trường, phát triển nông nghiệp, khoa học và công nghệ với 14 nội dung nhiệm vụ. Một số nội dung nhiệm vụ hợp tác như ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chính quyền điện tử, nghiên cứu thực hiện mô hình đô thị thông minh thành phố Sa Đéc, áp dụng mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động xây dựng, nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến vườn quốc gia Tràm Chim. Nghiên cứu xây dựng làng thông minh phát triển từ mô hình hội quán nông dân của tỉnh Đồng Tháp, hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm có giá trị cao từ cám, gấc, tim sen bằng công nghệ lưu chất siêu tới hạn, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng từ bột và tinh bột dần dần. Tiếp xúc với cử tri hai xã Trường Xuân và Đốc Bình Kiều của huyện Tháp Mười vào hôm nay, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Cụ thể, cử tri xã Trường Xuân đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, xử lý rác thải gây ô nhiễm nguồn nước sông, phản ánh tình trạng không có điện sinh hoạt khu vực kênh năm tấc, có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường nông thôn. Cử tri xã Đốc Binh Kiều kiến nghị tỉnh, quyện cần quy hoạch dùng trồng mít, hạn chế tình trạng ồ ạt trồng mít như hiện nay đầu tư xây dựng đồng bộ cầu đường giao thông liên ấp. Ngoài ra, cử tri phản ánh tình trạng một số hộ dân tự ý làm hàng rào cặp lộ, tình trạng kênh rạch đầy ấp lục bình, lấn chiếm hết cả lòng kênh, gây ô nhiễm nguồn nước mặt và bất tiện cho phương tiện thủy khi tham gia giao thông, dân dân. Những kiến nghị được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền thấp 10 giải trình và ghi nhận để tổng hợp gửi tới kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7. Quỹ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh do ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra theo nội dung kế hoạch số 68 ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Quỹ ban nhân dân tỉnh gia tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan, tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc lá, cai nghiện thuốc lá, cấm quảng cáo khuyến mãi và tài trợ của các công ty thuốc lá